Má. Má má đem gạo với chanh cò đó hả? Ừ, chứ đâu có gì đâu con ở với mình á. Cho nên là má đem cho con vỏ gạo với con cò vẽ nè, cho vợ chồng con tết đó. Tụi con cảm ơn má lắm. Mà má có gặp anh Lộc chưa? Gặp rồi, nó mới chạy vô đó. Đây, anh Lộc ơi, vợ con về nè con. Mình ở đây, mà nãy giờ em gọi mình không chịu lên tiếng à. Mình à, em báo cho mình một tin mừng nha. Vậy từ nay mình sẽ hết buồn vì việc em chậm con nữa. Lộc à, nhà mình có phước đức lắm. Thế nào trời Phật cũng ngó lại. Một mặt á, vợ con lo chạy giữa, còn một mặt á, má lên chùa để cầu tự cho con. Má à, má khỏi lo. Mình ơi, mình sẽ hết buồn và sẽ thôi việc ăn chơi nữa, vì bác sĩ đã báo tin mừng rồi. Hả? Tin gì? Mình coi đi nè. Em mới mua thuốc dưỡng thai nè. Hả? Dưỡng thai? Chi vậy? Trinh, bộ con có thai thiệt hả Trinh? Thật quá à. Trời ơi, thiệt chơi vậy mày? Trời ơi, má mừng quá đi con ơi. Mình ơi, mình sẽ hết mừng, sẽ thôi việc ăn chơi nữa. Vì bác sĩ đã nói có kết quả thật sự rồi. Kết quả gì? Bác sĩ nói rằng chắc chắn em đã có thai rồi. Lộc à, đổ chinh tháng nữa thôi, con được nghe một nụ cười. Cười là má cười chứ con cười không nổi. Con sẽ hết buồn rồi, không còn hư hỏng nữa. Trời ơi có thai như vậy, sao tôi ngào ngán quá. Mình à, mình, tại sao hôm nay bỗng nhiên đổi chính mình thường tỏ vẻ ưu tư chỉ vì em khá chậm con. Đầu hai thứ tóc rồi, đợi lâu quá cũng chán hết hả? À, không, bác sĩ nói kỳ này là em có thai thật mà mình. Thôi em ngay 12 mẫu bà, 13 đức thầy phù hộ cho con dâu và cháu nội tôi tới ngày sanh nở được mẹ tròn con vui. Thôi má ơi má. Gì vậy? Má thường thích có cháu nội lắm. Ê cô theo bà về quê bà nuôi luôn nha. Mình nói gì là gì? Mình nói đùa hay là mình nói thật chứ em? Tôi không biết được. Lộc à, bộ con ham con sao con? Con mà em ham á. Nhưng mà con không chấp nhận cái thai trong bụng cô Trinh. Một cây thầy quay làm từ nào giờ không con được tự nhiên bây giờ đi bụng bự lên đúng không? Thì nó chẳng con nên mời đi trị bệnh nãy được rồi tính vui sao con lại chớ chiều. Má biết tục lệ ông bà mà, nếu mà cưới vợ 3 năm không con thì phải nhớ nè, ra khỏi tâm môn. Mình, nhưng em có thai, tại sao mình đi nói vậy? Vì cái thai trong bụng của cô không phải là con của tôi. Lộc, trời ơi, con cứ nói càng mà quan ức vợ con. Nó lo lắng chỉ tình, lo hạnh phúc gia đình. Mình muốn gì cứ nói trong ra đây, chứ đừng nói 3 năm vì lời kia lẽ nọ. Hay là mình đã muốn không, muốn xua đuổi em đi. Coi ghét hay thương hay là có trời cao nó lại. Nhưng mà nhất định cái thai trong bụng của cô là không phải con của tôi. Vậy cô mãi mau ra khỏi nhà của tôi ngay. Đi liền, nhanh lên. Mình đuổi em thật sao mình? Tôi đâu nói giỡn. Vì tôi không thể chấp nhận một kẻ ngoại tình ở trong nhà tôi. Nói bậy, mình nói bậy. Ê, mày dám hỗn với tao mày, hả? Không hả? Trời ơi, Lộc. Đi, ra khỏi nhà tao không? Không tao sẽ đứng đây đâu. Tôi nói gì? Hả? Anh làm đi, anh cứ giữ em làm đi, anh làm đi. Thôi, chết rồi, thôi đi, mày thích tao hả?
quá rồi. Mày không còn kể gì tao nữa Lộc ơi. Con đã hư, con hư thật sự rồi. Má, má lên nó thăm tôi, thăm rồi về. Chứ mà đừng xen vào cái chuyện gia can của tôi. Ừ, tao không có quyền can dự. Tao không phải là má của mày. Tao đi, tao về chết bỏ xương ở dưới, chứ không bao giờ tao gặp mày lần nữa đâu Lộc ơi. Đi đi đi, còn nói nữa. Sao chưa đi đi? Nè nè, vỗ gạo nè, đem đi dùm luôn đi. Hết, hết rồi con. Má, má về sao má? Trinh, Trinh ơi, má không thể ở lại đây để chứng kiến cảnh tan nát gia can, mà má không có quyền can dự. Con ráng mà nhường nhịn, kẻo bị chồng con nó đánh đập như con. Sao đi nói hoài vậy má? Má về nha Trinh. Má, má ơi, nếu má có thương thì hãy đợi con theo. Trận
con ngân phiếu trong đây luôn á, rất đâu xài. Không nhận phải không? Nè, con cứ trình con nè, xách đi giùm luôn. Anh gửi lại cho em
Tại sao lẽ bây giờ đem trộm? Dạ. Chú, trời ơi, nhà ăn dâu tụi nó nghèo muốn chết mà chú ông trộm cái gì? Ông là ai, ông ăn trộm? Hả? Là ông mà. Hả? À, không không, tôi không làm hay cả. Tôi chỉ là một tên ăn trộm. Vậy tất cả hãy bắt tôi đi, hãy dạy tôi đi và hãy giết tôi đi. Vì tôi muốn chết dưới chân những người thân mến. À, có phải ông làm đấm bóp đi không? Thế nè. Trời ơi, chú còn nghề đấm bóp mà chú đi đấm bóp đi. Chú bà đang tính trộm chi vậy? Dạ, thưa bà, tôi vào đây như kẻ trộm, nhưng để trộm thấy những tình cảm đẹp đang diễn ra tại nơi đây. Nhưng ông đã trộm món gì để nói thật? Dạ, thưa ông, tôi đến đây như kẻ trộm, nhưng tôi không hề lấy cắp của ai. Mà tôi đến đây để trao lại món tiền của cô giáo tên Trinh. Mà đã đánh rơi hôm tuần trước anh về đường, tôi đòn rồi cắp dầm cô. Nay mới tìm đến tầng nhà, đời đêm về lần đến nơi đây vì thấy mình phản tà hôi tanh. Nay tôi trước mặt mọi người xin trao tiền lại cho cô. Đúng là tiền đánh rơi bụi phần nào. Trời, cậu má. Dạ, cậu chắc cũng đói quá. Thái Trinh à, con đi vô lấy con cho đỡ dạ đi. Trời, đỡ ngồi đi. Vô thẳng đi con, vô đi. Dạ. Dạ. Thôi, cậu ngồi đi nghỉ chân đi rồi con dâu tôi nó lấy con cho cậu đỡ dạ nha không? Bà có được khỏe không bà? Bà có bị xấu xa nhiều lắm không bà? Cậu là ai? Cậu hiểu gì về tôi mà lại hỏi chuyện khảo tra? Hả? Dạ, con xin lỗi bà, Thôi được rồi. Thôi giờ cậu ngồi đây đi nha, mà con dâu tôi lấy cơm cho cậu ăn. Dạ, ngồi đây đi. Mà. Trong những ngày cận Tết.
phố nhỏ. Mà tôi ngỡ như mình đang đứng giữa quê xưa bên vòng tay mẹ, với tất cả sự chăm lo đầm ấm của một tình thương hiền diệu cao vời. Tại bưng chiến con mà lòng giống một phương trời, đôi mắt lệ rưng rưng hình bóng mẹ, cũng như ngày nào mắt mẹ lệ rưng rưng để bảo rằng đây là vỏ gạo tàu cùng bức tranh cò quá mẹ. Lời mẹ tôi như còn nghe dần dần đến ngàn năm trên biển rộng sông dài. Thưa cô, nếu là gặp thì tôi không dám gặp, còn bảo không thì chưa có thể nói là không. Vì tôi chỉ là một bông đẹp mà nhà cũng giữa đường đời, bao đổ vỡ lý tan bội tình bạc nghĩa, thì tôi mới biết rằng thủ phạm chính là tôi. Vì đồng tiền của tôi chẳng có lương tri, đã bôi xô hết đi chữ nhân chữ nghĩa, mãi đến khi tôi không còn gì nữa thì tôi mới thấy trước mặt tôi chữ nhân chữ nghĩa hiện lên. Bà ơi, tôi nhớ bức tranh cò và gió gạo tàu hương cùng món tiền mà bà trao tặng. Sao mà nó đẹp đẽ thanh cao hơn sông nghĩa nắng, không thể lấy gì cân xứng với tình người. Lời nói của ông hôm nay như luộc gió mơ, như có sức bùng lên ngọn lửa yêu thương còn ầm ĩ trong lòng vợ con ông và bà mẹ. Ông hãy gặp lại họ đi. Không. Tôi chỉ chọn nhìn, chứ đỡ thương nhớ, chứ không dám sức đầu lộ diện bà ơi. Nhưng đây là chân đây, ông có biết không? Không. Anh Lộc. Không, đừng, Tinh ơi, đừng. Anh Lộc. Đừng. Vì Ngọc Huy như Tinh không thể nào thật khác như tôi lăn lộn được. Và tấm lòng tàu tàn khổ nhau của tôi không thể để ô lem tâm hồn cao của má tôi. Thì bước chân lòng tôi đau đớn xót xa thiệt, nhưng anh nên thương mẹ có thầm thì có trong chín năm. Anh lòng nào không thương, nhưng đã qua Cô Danh anh xem hộp đầu nghe này thôi con.
của tôi. Khoan đã, tôi hỏi cây súng trong hộp đồ nghề là của ai? Của tôi. Của ông? Luôn cả tờ chứng minh thư, điềm chỉ viên phòng nhì mang tên Lộc là của ai? Của tôi. Của ông? Ông là Lộc. Ông Lộc thay thế con Ba Hoa dẫn lính cứng tới đây để bắt tôi, hay bắt tứ con bếp muối, luôn cả vợ con và bà mẹ của ông? Anh Lộc. Hả? Anh là người của phòng nhì. Trời ơi, má, má ơi, má. Có thể chuyện gì được sao? Thằng Lộc, thằng Lộc đâu? Thằng Lộc đâu? Lộc đâu rồi? Má, con nè má, xin má tha lỗi cho con má. Má ơi, cầu lại má tha lỗi cho con má. Xin lỗi. Mãi.